Xin chào thầy và các bạn, em tên là Võ Trần Mẫn Nghi, đến từ lớp IG45. Em xin trình bày biến chứng các đốt nội soi bướu tiền liệt tuyến qua ngã niệu đạo, viết tắt là TURB. Chúng ta sẽ tìm hiểu 4 phần. Đầu tiên, TURB là gì? Thứ hai là chỉ định, thứ ba là chống chỉ định và thứ tư là biến chứng. Thứ nhất là về phần định nghĩa. TURB được viết tắt từ chữ Transurethral Resection of the Prostate, là một thủ thuật ngoại khoa dùng để điều trị bướu lành tiền liệt tuyến. Thủ thuật này được thực hiện ở những người đàn ông từ 65 tuổi trở lên đang gặp vấn đề về tiết niệu từ trung bình đến nặng mà không có phản ứng với thuốc. Đây là loại phẫu thuật dùng để loại bỏ một phần tiền liệt tuyến thông qua niệu đạo với phương pháp mổ nội soi và không để lại sẹo mổ. Đây là hình ảnh minh họa cho nội soi cắt bướu tiền liệt tuyến qua ngã niệu đạo TURB. Thứ hai đó là về phần chỉ định. Chúng ta sẽ có những chỉ định như tăng sản lành tính tiền liệt tuyến, đái ra máu do tiền liệt tuyến tái đi tái lại, bi đái hoàn toàn kể cả sau khi rút ống thông niệu đạo, túi thừa bàng quang, sỏi bàng quang do tiền liệt tuyến, nhiễm trùng niệu tái phát do tiền liệt tuyến và cuối cùng là suy thận do tiền liệt tuyến. Về phần chống chỉ định, chúng ta sẽ có 4 chống chỉ định tương đối. Đầu tiên đó là hẹp niệu đạo, không đặt được máy soi dù đã nông. Thứ hai là cứng khớp háng. Thứ ba là suy tim suy phổi nặng. Và thứ tư đó là bệnh tâm thần. Phần cuối cùng đó chính là biến chứng. Em xin trả lời câu hỏi biến chứng thường gặp nhất của cắt đốt nội soi bướu tiền liệt tuyến qua ngã niệu đạo TURB. A là chảy máu, B là tiểu không kiểm soát, C là hẹp cổ bàng quang và D là xuất tinh ngược dòng. Em xin trả lời là câu D, xuất tinh ngược dòng. Xuất tinh ngược dòng là biến chứng thường gặp nhất vì nó chiếm tỷ lệ 90% ở bệnh nhân sau khi phẫu thuật và nó xảy ra là do dây thần kinh hoặc cơ bao quanh bàng quang bị tổn thương. Thứ hai đó là tiểu không tự chủ, chiếm tỷ lệ từ 1 đến 3% và sẽ cải thiện sau phẫu thuật một vài tuần. Thứ ba đó là rối loạn cương dương, từ 10 đến 35% nam giới sẽ gặp khó khăn trong vấn đề cương cứng. Và đây có thể là biến chứng tạm thời, nhưng với một vài người nó có thể là vĩnh viễn. Thứ tư đó chính là hẹp niệu đạo. Ngoài ra, chúng ta có những biến chứng khác như là chảy máu, nhiễm trùng đường tiết niệu, bí tiểu và hội chứng TURB. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.